Hi, chào cả nhà đến với kênh Cùi Bắp Kali. Hôm nay thì em trở lại đài quan sát thiên văn để ngắm mặt trời lặn này cả nhà. Hôm đó ngắm thì chưa có đã đó. Thì sẵn hôm nay là ngày 16, ngày rằm á, trăng vẫn còn tròn nên sẵn đó ngắm trăng luôn, ngắm đèn, ngắm thành phố Los Angeles về đêm xem nó đẹp như thế nào ha. Mà thật sự là rất là đẹp luôn. Thì đây là cái đường mà lên đỉnh núi nè, thì trước đó khi tới thì có cái nhà hát ở đây. Rồi đây là cái chỗ đậu xe. Chỗ đậu xe miễn phí này cả nhà. Ai mà muốn đậu xe miễn phí không phải trả tiền á thì mình đậu ở đây rồi mình lội bộ lên trên đó ha. Mình lội bộ lên trên đó thì khoảng 15 phút, nhưng mà hơi mỏi chân nha cả nhà, tại vì leo dốc không à. Như cái cậu này đang đi nè, phải vòng lên tới cái núi trên đó luôn. Bây giờ thì em đang chạy lên chỗ Bà Kinh tính phí. Xe em chạy được một lúc thì thấy nhiều người đi xuống quá chừng luôn. Không biết là có còn chỗ đậu xe hay không đó. Người ta đang đi bộ lên quá chừng nhiều luôn. Thì mình chạy lại tới cái chỗ Bà Kinh thì người ta không có cho vô nữa cả nhà. Tại vì chỗ đậu xe nó đã đầy rồi. Nó bắt mình phải quay xuống lại cái chỗ đậu xe miễn phí đó để đậu. Rồi lội bộ đi lên. Bây giờ mình đang lội bộ đi lên nè cả nhà. Mặt trời vẫn còn còn cao ha, mà là bự nữa. Cảnh khung cảnh quá chừng đẹp luôn. Hôm nay á, thì cây xanh mọc lên nhiều nhìn đẹp. Và có cây, hai cái cây bông gì đẹp quá chừng luôn nè. Giống như bông sứ cùi của mình ha. Bây giờ thì mình lội bộ đi lên ha. Mỏi chân lắm cả nhà, tại vì mình leo dốc nè. Đi khoảng chút xíu thì mỏi chân thì đứng lại nghỉ. Mình lên tới rồi này cả nhà. Lên tới đây thì hôm nay quá chừng đông luôn. Lần trước đi không có đông như vậy. Lần này đi lên quá trời đông luôn cả nhà. Tại vì trời hè nó nóng á, người ta đổ xô về đây nhiều lắm. Mặt trời vẫn còn cao nè, bự nè. Mà không hiểu hôm nay sao á, tại vì không biết do mây nhiều quá hay gì, mặt trời rất là chói luôn cả nhà. Em không thể nào nhìn trực tiếp. Nhìn qua cái máy ảnh nè, máy điện thoại nè thì đỡ, chứ mà nhìn trực tiếp nhìn không được luôn á. Lần trước nhìn rất là đẹp luôn, thì lần này không biết sao mà nó chói quá chừng luôn, nhìn không được. Mặt trời bắt đầu lặn xuống rồi đó cả nhà. Người ta đi xem quá chừng nhiều luôn. Hôm nay thì em sẽ xem mặt trời lặn, rồi hồi đợi tới tối chút xíu á thì mình sẽ coi đèn ha. Mình coi mặt trăng nữa. Mình ngắm thành phố Los Angeles về đêm xem nó đẹp như thế nào ha. Đây là mặt trời xuống hơi thấp chút xíu rồi đó, cả nhà thấy không? Nếu mà mình có đi lên đây á, thì mình sẽ tranh thủ đi sớm để không có bị kẹt xe và để có chỗ cái đậu xe nữa. Mình đi trễ á, thì hết chỗ đậu xe rồi, phải lội bộ lên á. Lội bộ thì xa dữ lắm luôn. Bạn lên thì mỏi chân mà bạn về cũng mỏi chân nữa cả nhà. Đi lên trên đây á, thì chỉ để ngắm được chút xíu vậy thôi. Cái khúc này á, thì em để nguyên cho cả nhà coi luôn ha. Coi mặt trời lặn với em nha. Đó, mặt trời xuống núi bớt rồi đó. Bây giờ thì còn có một chút xíu nữa là hết rồi đó cả nhà. Lúc này là nó nhanh lắm luôn á. Đó, còn chút xíu luôn rồi. Hết, gần hết rồi nè. Rồi, nó đã xuống núi rồi. Mặt trời đã lặn qua qua cái đỉnh núi rồi cả nhà. Thì ngắm mặt trời lặn xong á thì quay qua phía sau á thì mình coi thành phố ở phía sau, thành phố Los này cả nhà. Trời vẫn còn sáng nên chưa có thấy được đèn ha. Mình phải đợi tối chút xíu nữa. Bây giờ là 8 giờ tối đó cả nhà. Mà còn sáng trưng vậy nè. Lần này trở lại đây á, thì nhất định là phải ngắm đèn mới về nha cả nhà.
Rồi bây giờ tối rồi cả nhà ơi. Thành phố đã lên đèn rồi nè, nhìn đẹp quá chừng luôn. Quá đẹp luôn. Đây là ở phía ngay chỗ mặt trời lặn nha cả nhà. Còn ở đây là phía sau nè, phía sau nhìn đẹp hơn nè, nhà nhiều đó. Nhìn đèn quá chừng đẹp luôn. Ở ngoài nhìn đã lắm cả nhà. Thấy rất là thích luôn á. Rồi đi qua dòng ở bên kia thì mình xem mặt trăng. Mặt trăng hôm nay thì ngày 16, rằm 16 nó vẫn còn tròn, nhìn đẹp quá chừng luôn á. Quá đẹp luôn. Ngắm mặt trăng, mặt trời xong á thì mình vô phía trong của tòa nhà để mình tham quan nè cả nhà. Hình như đây là mấy cái huân chương vậy á, nhìn đẹp quá chừng luôn. Long lanh lấp lánh luôn, ngôi sao nè. Người ta treo đầy cái con đường để mình đi, cái lối đi đó. Cái này mấy cha con đang ngắm nhìn. Nhìn đẹp quá chừng luôn. Nhìn ở ngoài nó lấp lánh lắm luôn ha nha. Thấy đi vậy á, chứ thời gian gấp rút cũng chưa có tham quan được hết nữa cả nhà. Đi hai lần chứ mà chưa có tham quan được hết cái trong cái tòa nhà này nữa. Đây là mấy cái con vật thời tiền sử. Em thì không gành mấy cái tiếng Anh đây nè. Bây giờ mình sẽ đi vô trong. Ồ, qua bên đây có mấy cái tảng đá nè cả nhà. Đây là mấy cái tảng đá, mấy cái thiên thạch đó cả nhà. Nhìn nó kêu là thiên thạch mà nhìn giống như mấy cục đá của mình, đá hoa cương, đá này kia, đá sỏi rồi nè. Đủ các hình dạng luôn. Đây là những cái mảnh vụn thiên thạch. Nó rơi xuống vô cái nhà của cái cô này đang nằm ngủ. Nó rớt xuống cái nóc nhà đó, rủng một lỗ thì nó rơi vào người của cô ta. Cô ấy thì đang nằm ngủ, bị thương luôn cả nhà. Nhìn ghê ha. Đây nó rớt xuống lỗ một lỗ cái mái nhà nè. Rớt trúng cái bụng của cô luôn. Cô đang nằm ngủ đó. Sao đâu rồi? Cục đá này 122 kg. Sao đó? Iron. Sao để iron mà sắc? Đá ờ đá tên tiếng Anh là thiên thạch. Còn này là iron là sắt. Nguyên cục sắt. Cục đá. Cái này mới gớt cái bánh sát mình đúng không? Cục đá mà nó là sắt. Là sắt chưa? Cái này là cục sắt nè. Trên trời rơi xuống ngộ thành tinh rồi. Mấy này. Cái này là đá. Cái này là sắt, này miếng sắt. Đá. Này miếng đá nha, giống như đá hoa cương của mình. Cục này là 395 pha, bên kia nãy 269. 122 kg. Cục này 100 mấy kg. Nó rơi xuống. Cái này cục sắt nè. Đá nhỏ xíu cũng có. Đây giống như đá dồi nè.
Mình đi qua đây á thì thấy mấy cái hành tinh trong hệ mặt trời này cả nhà. Hệ mặt trời á thì gồm có 8 hành tinh ha: sao Mộc, sao Kim, sao Thủy, sao Hỏa, Trái Đất, sao Hải Dương và sao Thiên Dương. Và trong đó thì sao Mộc là cái hành tinh lớn nhất và cái sao Hỏa là hành tinh nhỏ nhất. Đây cái mặt trăng. Anh lên trên mặt trăng anh được có 3 mấy bao à? Nè, nó nói là cái trọng lượng của mình ở trên mặt trăng nè. Thì là được nhiêu? Thì mình lấy 5 bao. 5 bao có 2 ký mấy à? Lên trên mặt trăng được rồi, cái đấy em lên đấy rồi. Mình lên đây mình căng thì mình được mấy phao à? Gần 20 phao trên mặt trăng nếu mà đó. Đây là căng nặng trên mặt trăng. Này thì mình đi xuống tầng dưới đây nè cả nhà, quay cái hành tinh hồi nãy đó, 8 cái hành tinh hồi nãy trong hệ mặt trời đó. Mình đi vòng qua đây để mình đi ra về luôn, tại vì người ta sắp đóng cửa rồi, gần 10 giờ rồi. Phải không? Bây giờ gần 10 giờ mà vẫn còn đông, rất là đông luôn nha. Để lên coi. Chuẩn bị đóng cửa rồi. Mình thì đi về nhưng mà người ta vẫn vô đông lắm nha. Ta còn đi vô nhóc nè. Giờ 10 giờ tối rồi, giờ người ta bắt đầu ra về rồi nè. Đây là cái đường xe chạy xuống. Người bắt đầu người ta đổ ra về. Em cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Nếu thích thì cả nhà cho em xin một like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh ủng hộ Quỳ Bắp Kali nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha.